I never die. I keep thinking about you and I can't get you out of my mind. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, Nếu các bạn có nhu cầu nạp kim cương Free Fire thì hãy đến ngay với ctv.com. Việc đầu tiên để rút kim cương đó là mình sẽ bấm vào phần nạp thẻ. Trong phần mã thẻ này các bạn hãy nhập đúng cho mình mã thẻ, số series thẻ và chọn loại thẻ đúng với cái thẻ của các bạn như là Viettel, Mobifone hoặc Vinaphone. Sau đó các bạn hãy chọn mệnh giá đúng với thẻ của các bạn. Và nên nhớ một điều, nếu như các bạn nhập sai mình sẽ không chịu trách nhiệm khi mất thẻ nha. Và cuối cùng mình sẽ bấm phần nạp ngay. Ở phần trang chủ này mình sẽ bấm vào phần thử bằng mày 20k. Ở phần thử vòng ngoài 20k này các bạn có thể thấy là hàng chục, có thể là hàng trăm cái thử vòng ngoài 20k. Và mỗi gói nó đều được đánh dấu bởi mã số khác nhau. Mình sẽ tìm mọi một cái mã số nào may mắn xem nào. 511, 514 xem. Giao dịch thành công. Và thế là mình đã rút xong một cái hộp rồi, mình sẽ tìm cái hộp khác xem. Mình sẽ bấm vào trang thứ tư và để xem ở cái hộp cuối này nè. Chết không, mình quên nhắc các bạn đó là trong phần đối vòng mai này các bạn có thể nhận được 45.6.000 cho kim cương nha. Và nếu như không trúng kim cương các bạn sẽ nhận được tỷ lệ trúng mẹ Free Fire. Và bây giờ mình sẽ bấm vào phần lịch sử giao dịch. Ở phần lịch sử giao dịch này các bạn có thể thấy đó là mình vừa rút kim cương. What the hell, 6.100 kim cương anh em ơi. Lần thứ hai cũng được mẹ Free Fire vậy. Thật là bất ngờ. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần rút kim cương. Ở phần rút kim cương các bạn nhập ID game cho mình và chọn loại game là Refi và chọn có kim cương là 6.100 kim cương. Và còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy vào ngay sintv.com để rút được hàng ngàn kim cương như mình nha. Chỉ với 20k thôi. Chúc các bạn may mắn. Tôi biết cậu không có tiền mà. Cậu nghèo đúng không? Cả tớ đang quen một anh ấy. Hôm qua anh ấy tặng tớ lắc thập đại nguyên tố. Đã nói thế rồi thôi. Cho nên là chia tay nhé. Ok ok. Làm sao quên hành lang đầy nắng và gió? Làm sao quên bóng ai đi ngang đó? Dòng nói người vẫn còn đây, mà sao em xa nơi này? Em giờ đây vui tình nhân mới. Xin lỗi mà. Xin lỗi. Con má còn nhỏ này. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Đi mẹ tao đi. Mày bắn đấy là tí đéo có đạn mà bắn nhau. Xin lỗi mà. Mi ơi. Mi. Đã. Tình anh em chúng ta không rời xa. Chúng ta luôn kháng khít. Mùa đông rồi, cũng lạnh rồi nhá. Nên là đồng ý nhanh mẹ lên để con mà nắm tay cho nó ấm. Nó đã không có người yêu còn phải đặt làm giá. Em đồng ý.
的公主殿下，臣来迟了。跪下。Chào mừng các bạn đến thị trấn, thủ đô của Đảo Thiên Đường.
that ass back like a boom boom. Anh ơi, sao mà nhìn anh giống một người họ hàng của em lắm luôn á. Ai vậy em? Thì con rể của mẹ em. Anh thề chỉ ôm chứ không có làm gì. Mọi người có biết sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này này. Tìm cái trai thì người có nhiều đứa yêu. Đại dương mênh mông ơi, ai an mơ đâu. Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em. Nhờ cơn gió hay nhắn rung rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai sau thế gian có đôi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Prova a cantare in testa lingua lì parare con voi e non c'è da monga ma li canciamo. Đậu xanh khốn nạn, siêu nhân đã trở lại Free Fire rồi nha các bạn. Đậu xanh hôm nay tôi chơi trận đấu răng tim bốm. Đậu xanh tôi vô giữa trận tôi gặp cái thằng siêu nhân này, nó auto headshot đấy quý vị hãy xem đi. Đó đậu xanh á, siêu nhân cực kỳ luôn nha mấy bạn. Đó coi nè, nó can chức đâu á, trời ơi dâm ba hết đâu á, đâu á, đâu này. Đó trời ơi, hết đó, mày giỡn con, đó, 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 trời hết sốt nè. Chuyện nhỏ, đây, cô tứ gọi Aconan. Mì, vô đây, kéo tâm phải kêu bà ông nội vô đây. Đó, siêu nhân Free Fire đã trở lại nha các bạn, xin thông báo. Khốn nạn. Bỏ nha mày. Anh nữa, anh không ghen nữa. Anh có không đợi em nữa. À, em thương ai thì em theo người đó. Anh không cần em nữa.